Ngày 15 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ, quản lý, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2023. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Các ý kiến tập trung vào những bất cập, mối quan tâm của giáo viên với việc đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông và đề xuất giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước những vấn đề bất cập hiện nay ở các cấp học, quan tâm đến chế độ chính sách tiền lương phụ cấp đối với đội ngũ giáo viên nhân viên ở địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa, nhất là giáo viên mầm non. Ngoài ra, thông qua Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận hơn 6.000 ý kiến từ các cấp học. Qua đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có các định hướng giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong quá trình công tác. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, các ý kiến là cơ sở quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện các chế độ chính sách, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý lãnh đạo phù hợp với thực tiễn. Toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, kiên trì, kiên quyết theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, kiên trinh với nghề giáo dục, vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt.